Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trên tay của mình đang là con Samsung Galaxy A70 và mình cũng vừa mua lại của khách. Nhân tiện mình reset cái phần mềm cho con Samsung Galaxy A70 này thì mình sẽ làm cái video này để chia sẻ với các bạn nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ lên vào cài đặt này, mình sẽ vào cài đặt nhé. Rồi các bạn sẽ vào cho mình cái mục là đây, các bạn sẽ vào cho mình cái mục là tài khoản và sao lưu này. Rồi các bạn sẽ chọn vào tài khoản cho mình nhé. Ở đây có tất cả những cái tài khoản và các bạn sẽ để ý cho mình cái tài khoản là tài khoản Google nhé và tài khoản Samsung. Tài khoản Samsung này thì mình không thể thoát được ra rồi vì cái này là dữ liệu cũ của khách hàng và cần phải điền cái mật khẩu vào thì mới thoát được ra. Còn các bạn để ý cho mình là cái tài khoản Google này này, đặc biệt quan trọng là cái tài khoản Google nhé. Các bạn phải thoát ra cho mình vì nếu mà các bạn không thoát cho mình cái tài khoản Google này thì tí các bạn sẽ bị dừng ở cái màn hình xác minh tài khoản của bạn. Lúc đó thì các bạn này phải mất thời gian để các bạn xóa cái xác minh đó. Các bạn sẽ xóa cho mình cái tài khoản Google này đi nhé. Đó, đây nó có chữ G này, Google đây nhá. Mình sẽ chọn vào cái tài khoản Google này, sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình vào là xóa tài khoản này. Đó, các bạn chọn xóa tài khoản nhé. Còn cái tài khoản Samsung này thì mình không thể thoát được ra nhé, mình không thể xóa được vì là nó cần yêu cầu điền mật khẩu vào. Đó, các bạn cũng không thể nào reset được ngay ở trên máy như thế này nhá. Mình sẽ thử cho các bạn coi. Mình sẽ vào quản lý chung này, rồi mình sẽ chọn là đặt lại này, rồi là khôi phục cài đặt gốc này. Đó, các bạn sẽ chọn cho mình là đặt lại này, xóa hết này. Đó, nó vẫn yêu cầu chúng ta phải xác thực danh tính của bạn này. Đây chính là cái tài khoản Samsung nhá. Đó, tài khoản Samsung account này này. Thì bây giờ các bạn sẽ tắt máy đi cho mình này. Mình sẽ reset bằng phím cứng nhá. Đối với con Samsung Galaxy A70 này thì các bạn sẽ bấm cho mình phím nguồn này và phím giảm âm lượng nhé. Bấm giữ đồng thời này. Đó, mình sẽ tắt máy đi. Đó, mình tắt máy nhé. Ok, máy đã tắt rồi. Các bạn sẽ bấm và giữ cho mình đồng thời phím tăng âm lượng này và phím nguồn nhé. Mình sẽ bấm hai cái phím này. Bấm và giữ nhé. Khi logo nó hiện lên thì các bạn sẽ nhả phím nguồn ra cho mình. Nhưng mà vẫn phải giữ phím tăng âm lượng nhé. Đó, nó vào được cái chế độ recovery này rồi. Ở đây chế độ recovery thì các bạn cũng biết là cái con đây là con Samsung Galaxy A70 và nó đang chạy cái hệ điều hành là Android 10. Thì ở đây thì các bạn đang vệt sáng, đang ở đầu tiên đây. Các bạn sẽ dùng phím giảm âm lượng để di xuống cho mình cái mục là Wide Data Factory Reset nhé. Di xuống cho mình cái mục đó. Sau đó là mình sẽ bấm vào phím nguồn để xác nhận này. Tiếp tục mình sẽ chọn là thiết lập lại dữ liệu ban đầu nhé. Mình tiếp tục chọn này và chọn phim nguồn này. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ di chuyển xuống cho mình cái mục là Wide Cache Partition nhé, ngay ở dưới cái mục Wide Data Factory Reset mà vừa chúng ta chọn. Đó, mình sẽ chọn cái mục là Wide Cache Partition nhé. Đó. Rồi mình lại chọn phim nguồn này. Tiếp tục mình di xuống Z này và chọn phim nguồn nhé. Đó. Bây giờ thì cái vệt sáng nó đang ở Reboot System Now này. Các bạn sẽ chọn phím nguồn cho mình để khởi động lại máy nhé. Đó, cái quá trình khởi động lại máy sau khi mà chúng ta wipe data cũng khá là lâu nên cái đoạn này mình sẽ tua nhanh cho các bạn đỡ phải chờ nhé. Ok, máy nó đã khởi động lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào mũi tên này nhé. Tiếp theo đó là mình sẽ chọn vào là tôi đã đọc và đồng ý này. Và mình chọn tiếp theo này. Ở đây thì mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Kết nối này. Bây giờ mình sẽ chọn là tiếp này. Các bạn để ý ở cái màn hình sao chép ứng dụng và dữ liệu này thì mình sẽ chọn là không sao chép nhé. Đó, các bạn để ý là ở cái mục đăng nhập cái tài khoản Google này, trước đó mà các bạn không xóa cái tài khoản Google ở trong cái mục cài đặt tài khoản đó đi thì ở cái màn hình này các bạn sẽ bị dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Đó, thì lúc đó các bạn phải mất thời gian để xóa cái xác minh đó đi. Còn trong cái trường hợp này mình đã xóa cái tài khoản Google đó đi rồi. Thế nên là ở cái màn hình này thì các bạn cũng có thể là chọn là tạo một tài khoản mới luôn. Hoặc là các bạn có thể là bỏ qua nhé. Để mình vào thẳng cái màn hình chính. Sau đó là mình sẽ vào set play sau để mình tạo tài khoản Google. Mình sẽ chọn bỏ qua nhé để mình vào nhanh cái màn hình chính nhé. Mình chọn bỏ qua này. Mình chọn tiếp này. Các dịch vụ của Google này, mình sẽ vuốt hết xuống dưới và chọn chấp nhận nhé. Ở đây bảo vệ điện thoại của bạn này thì mình sẽ chọn bỏ qua này. Mình chọn vẫn bỏ qua này. Đó, xem lại ứng dụng bổ sung thì mình sẽ vuốt hết xuống dưới và chọn OK này. Đó, mình sẽ chờ nó đang thiết lập cái điện thoại này.
Cái quá trình này có thể là mất vài phút, nhưng mà thông thường nó chỉ mất khoảng 1-2 phút thôi nhé. Mình sẽ chờ mình tẹo. Đó, cái màn hình nhận đề xuất ứng dụng này thì bạn cứ chọn cho mình là tiếp này. Cái mục là đăng nhập tài khoản Samsung account của bạn thì mình sẽ chọn bỏ qua nhé. Mình chọn bỏ qua này, mình chọn hoàn tất này. Đó, như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Samsung Galaxy A70 này để có thể sử dụng được rồi. Cái công việc tiếp theo của bạn chỉ là vào CS Play này, sau đó các bạn chọn đăng nhập này. Rồi các bạn sẽ chờ một chút nhé. Các bạn nào mà có sẵn cái tài khoản Google rồi đấy thì các bạn có thể là đăng nhập tài khoản đó vào đây. Còn trong cái trường hợp mà các bạn chưa có tài khoản thì các bạn sẽ bấm vào là tạo tài khoản này cho bản thân tôi. Đó. Rồi các bạn tạo tài khoản Google thì các bạn có thể là tải các ứng dụng cần thiết các bạn về để sử dụng. Và mình sẽ dừng cái video này tại đây nhé. Thì nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.